Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấp mã xác nhận cho 14.270 xe shipper giao hàng trong số trên 15.000 người đăng ký, từ chối 275 xe do biển số không phải là mô tô hai bánh, còn 663 xe chờ duyệt. Sở xác nhận thông tin, phương tiện được phép hoạt động cho shipper qua tin nhắn điện thoại. Các shipper có thể chụp ảnh màn hình tin nhắn và xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra. Các shipper được cấp phép là nhân viên vận chuyển hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính của các siêu thị, sàn giao dịch thương mại. Các đơn vị đăng ký cho nhân viên phải quản lý và giám sát công tác phòng dịch và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm COVID-19. Chiều ngày 29 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải đã cấp phép cho 200 lái xe của công ty Mai Linh. Các xe này được phép hoạt động trong trường hợp cấp cứu cấp thiết và theo huy động của chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch.